Xin chào quý khách hàng yêu quý của em Trâm ô tô Hải Dương nhé. Và video này thì em xin được trân trọng gửi tới các bác xem về một mẫu xe Nhật số tự động. Mẫu xe nhập Nhật số tự động các bác nhé. Đây chính là cái hình thức bên trong của xe ạ. Xe mang tên là Toyota Yago. Yago nhá. Hay còn gọi là Yago đúng không ạ? Xe với đức sơn màu bạc và với một cái thân mình khá là xinh xắn và nhỏ gọn. Xe mang biển 34, đăng ký tên tư nhân chính chủ luôn. Và xe này đấy em mua của một bác ở gần khu vực nhà em nhé. Bác lớn tuổi rồi, bác cũng hơn 70 tuổi rồi, bác ở gần khu vực nhà em. Còn gốc của chiếc xe này là gốc thành phố, bác mua về thành phố Hà Nội hoặc là thành phố Sài Gòn rất ok, vì mình sẽ không phải mất tiền biển nhé. Đưa bác mẫu xe này. Xe với cái hình thức rất bóng mượt đúng không ạ? Nhìn như là một cái mẫu xe chạy nước, nhìn như là mẫu xe đời cao. Nhưng mà thực tế về cái đời của chiếc xe này đấy ạ, thì nó sản xuất năm 2005 và đăng ký từ đầu năm 2007, và động cơ của nó chỉ có 1.0 thôi các bác nhá. Cho nên là rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Xe thì rất là sáng và cực kỳ là chất luôn. Chiếc xe cực chất luôn các bác nhá. Các bác hãy theo dõi hết video để được cảm nhận về chiếc xe này. Nội thất rất là sáng và đẹp. Rất là sáng và đẹp luôn. Em mua của chính chủ, các bác có thể được gặp bác chủ xe bất cứ lúc nào luôn. Gương điện các thứ là nằm đủ ở vị trí này nhá. Đấy, gương kính của xe hoàn toàn chính điện. Và đặc biệt là xe được trang bị với cái hộp số tự động đi rất là nhàng. Và trang bị có hai túi khí an toàn, một túi ở vô lăng và một túi khí ở bên phụ nhá. Các bác lưu ý là đây là chiếc xe nhập Nhật nhá, chứ không phải là xe trong nước đâu, mà nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản về. Dòng xe Toyota. Phía sau được trang bị có cảm biến lùi và có cam lùi đồng hoàn với một dàn lốp rất là dày, là dòng đúc nguyên bản theo xe. Nhá. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2021. Vẫn còn tương đối là dài đúng không ạ? Đấy, vậy thì bây giờ em sẽ mời các bác xem chi tiết về xe. Về thông tin của xe thì em cũng đã đọc khá là đầy đủ. Bây giờ em đọc lại thêm một lần nữa nhé. Chiếc xe Toyota Aygo sản xuất năm 2005 và đăng ký từ đầu năm 2007, số tự động. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Máy động cơ của xe là 1.0 số tự động các bác nhé. Xe đăng ký tên tư nhân chính chủ biển 34, biển khá là đẹp và gốc thành phố. Chiếc xe này có gốc thành phố các bác nhá. Các bác có mua về thành phố thì cũng hoàn toàn yên tâm, không mất tiền biển đối với mẫu xe này. Xe với form dáng hatchback. Rất là nhỏ gọn, rất là xinh xắn luôn. Cái dòng nhập khẩu nguyên chiếc thì các bác biết rồi đúng không ạ? Là nó sẽ rất là chắc, nó rất là chắc luôn. Và khi chạy nó rất là đồng. Đặc biệt là tôn vỏ của dòng này nó rất là dày. Nó dày hơn những cái dòng xe mà đến từ trong nước các bác nhá. Lắp ráp từ Việt Nam đấy ạ. Và với động cơ của chiếc xe này là máy 1.0. Thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó sẽ dao động loanh quanh tầm khoảng 5 lít cho đến 5 lít rưỡi trên 100 km nhá. Và bên em cũng sẽ cam kết cho tất cả các bác nhà mình để được yên tâm khi mua xe bên em là xe bên em bán là không bị va chạm, không bị đâm đụng và không bị ngập nước. Giấy tờ an ninh pháp lý chuẩn chỉ, sang tên nhanh gọn, máy số nghiêm chỉnh. Và đối với cái mẫu xe này của bên em thì cũng đảm bảo cho bác luôn là máy số vẫn còn zin. Vẫn còn zin, chưa làm máy các bác nhá, chưa bổ đấy ạ. Bây giờ em sẽ quay chi tiết cho các bác mình xem này. Quay gần nhá. Chiếc xe với một cặp đèn pha nhìn rất là sắc sảo luôn đúng không ạ? Và còn khá là mới. Với lớp sơn rất là bóng mượt. Lớp sơn rất là bóng mượt luôn. Sơn không một vết xước nhá. Đây là em đang quay các bác xem phần bên ngoài. Chút xíu nữa thôi thì em sẽ quay phần nội thất bên trong gửi cho các bác xem, và quay đến phần gầm, phần máy, đầy đủ tất cả mọi thứ, mọi chi tiết của chiếc xe. Gửi cho các bác nhà mình xem chi tiết về xe này nhá. Đấy, bây giờ em đang quay bên ngoài. Đấy, phần kính của xe là chưa bị vỡ đâu ạ. Và kính cũng đã được dán 3M màu đen. Hệ thống gương kính của xe được điều chỉnh hoàn toàn là bằng điện, nên xuống nhẹ nhàng. Đấy, thân vỏ xe thì các bác thấy đây.
thân vỏ lét căng luôn nhá, không bị gợn sóng gồ ghề gì. Đấy, keo chỉ còn nguyên zin cả xe với một dàn lốp dày na răng đúc. Đây các bác thấy đây, na răng đúc nhá, một dàn lốp các bác chạy thoải mái một thời gian dài nữa luôn, vì bác chủ mới thay một bộ lốp mới đi được một thời gian, và lốp này là lốp xịn, lốp dòng mít đấy ạ. Cái dòng lốp mít này thì các bác chắc cũng đã tìm hiểu đúng không ạ, cái dòng này chạy nó không bị ồn, nó không có tiếng ồn dội vào trong xe. Đây là một cái ưu điểm của dòng xe dòng lốp mít. Lốp của xe này, đuôi của xe được mở ra rất là rộng nhá, tí em sẽ mở các bác cho mình xem. Và với form dáng của chiếc xe này thì nó sẽ rộng hơn so với lại một số những cái chiếc xe như là Matiz, như là Spark, và nó cũng sẽ ngang ngang với những dòng xe như là i10 Moling nhá. Đấy, sẽ ngang ngang tầm là như vậy, tầm khoảng đó ạ. Đấy, với nước sơn rất là bóng luôn này. Cửa đóng mở nhẹ nhàng nhá. Chiếc xe thiết kế rất là nhỏ gọn và xinh xắn đúng không ạ? Phía sau thì các bác có thể nhìn thấy đây là trang bị có cảm biến lùi và có những cái mắt, như là các bác thấy ở giữa đây là mắt camera lùi nhá, mắt camera lùi. Và có gạt mưa phía sau. Có gạt mưa phía sau. Đấy, có đèn phanh ở trên nóc. Đèn trước, đèn sau của xe còn rất là sáng luôn. Còn rất là sáng luôn. Đây, lốp na răng đẹp. Các bác mua chiếc xe này về đi luôn thôi nhá, chỉ việc đổ xăng chạy, không phải làm gì, không phải động chân động tay gì đối với mẫu xe này nữa, vì mẫu xe quá đẹp rồi. Đổ xăng là chạy thôi các bác nhá. Đây, tất cả những cái đường mép, đường gân, đường chỉ của xe nó còn rất là đều luôn này. Em quay như này thì các bác có thể nhìn thấy, nhìn rõ đúng không ạ? Xe có trang bị khóa khiển, có trang bị gương điện các bác nhá. Đấy, có túi khí an toàn, hai bóng khí luôn. Và gạt mưa đây. Đấy, chỉ có một cần thôi, chỉ có một cần gạt mưa nhá. Cần rất là rộng, gạt ra xung quanh luôn. Các bác mua mẫu này về chạy thay xe máy, gọi là một cái áo mưa cho các bác đi đúng không ạ? Tránh mưa, tránh nắng, tránh rét. Bây giờ cũng sắp mùa đông rồi đúng không ạ? Mua mẫu này, xe này về chạy thay gia đình, thay chạy thay xe máy cho gia đình nhà mình. Em nói nhầm. Vâng. Đây nhá, một quả lốp nữa của xe đây. Với giá tiền thì bên em bán sẽ chưa tới 200 triệu. Thẻ giá em sẽ ghi vào tiêu đề để các bác nhà mình biết nhá. Bây giờ cái bước tiếp theo thì mời các bác xem vào bên trong khu vực nội thất của xe nhá. Các bác xem video thấy ưng thì các bác hãy nhấc máy lên gọi điện cho bên em để được chốt sớm mẫu xe này nhá. Đây, một mẫu xe đẹp, giá cả rất là phải chăng. Đây, các bác hãy nhanh tay để được chốt sớm mẫu xe này. Bác nào may mắn mà mua chiếc xe này thì bác nào may mắn mua chiếc xe này sớm thì quyền sở hữu của các bác nhá. Vì đây là một chiếc xe đẹp này. Em nói thật là may mắn mới mua được một chiếc xe đẹp như thế này. Một chiếc xe đẹp và vẫn còn zin luôn. Các bác nếu đang xem video của em mà chưa ấn đăng ký kênh đấy, thì các bác hãy đăng ký kênh ngay nhé. Để mỗi khi video nào đăng lên, các bác sẽ được tiếp cận ngay và tiếp cận sớm. Sẽ được tiếp cận sớm. Đăng lên cái thì sẽ được báo ngay trên màn điện thoại của bác. Các bác đăng ký này, xong rồi các bác hãy ấn thêm một hình quả chuông ở bên cạnh này nhé. Để mỗi khi video em đăng lên thì mọi thông báo, mọi video sẽ hiển thị ngay trên màn hình điện thoại của các bác để các bác tiện theo dõi. Ngày nào thì bên em cũng cho lên từ 3 đến 4 mẫu video, tương đương với lại 3-4 mẫu xe. Bên em bán thì toàn những cái mẫu xe đẹp và toàn những cái mẫu xe tuyển chọn thôi. Về chất lượng của xe thì bên em cũng đã cho kiểm tra rất là kỹ càng trước khi nhập về. Ngày nào thì bên em cũng bán vài chiếc và cũng nhập về vài chiếc nhá. Riêng ngày hôm qua thì bên em bán 10 chiếc luôn. Đối với ngày hôm qua bán 10 chiếc luôn. Và bây giờ thì em mời các bác xem sâu bên trong nội thất của xe nhá. Đây, một bộ ghế da xịn,
ghế da này, ghế da xịn nhá. Đấy, ghế da xịn các bác nhìn thấy biết ngay đúng không ạ? Và được thiết kế nhìn rất đẹp mắt luôn, với một cái gối đầu nhìn rất đặc biệt, với cái dòng xe Aygo này. Đấy, cần số tự động đây nhá. Đấy, phanh tay, cần số. Đấy, mặt ghế da của xe nó vẫn còn đẹp luôn. Phần tóc đi cánh cửa rất là tươi, nội thất rất là tươi nhá. Sàn bọc da. Đấy, tắp lô của xe đây ạ. Đấy, dòng xe được thiết kế là phần tắp lô bên trong cũng như là cái phần ngoại thất bên ngoài có một cái những cái kiểu dáng khá là độc lạ và khá là đẹp mắt đúng không ạ? Khá là đẹp mắt luôn, không giống hơi khác một chút so với lại những chiếc xe bình thường. Và đây là hệ thống điều hòa của xe nhá. Đây, hệ thống điều hòa của xe đây ạ. Đây, đây, gạt lên gạt xuống như này. Đây, rất là hay. Và chiếc xe được thiết kế một màn hình Android rất là nhạy luôn nhá. Màn hình Android rất là nhạy. Trang bị hai túi khí, một túi bên đây và một túi khí nằm ở giữa vô lăng bên lái nhá. Đấy, các bác thấy không ạ? Nội thất rất là sáng đẹp luôn. Trần lý nguyên zin nhá. Trần lý nguyên bản theo xe. Và còn đẹp căng luôn. Bên em tuyển chọn những cái mẫu xe đẹp, những mẫu xe chất lượng về phục vụ các bác. Các bác yêu quý kênh bên em, hãy để lại một lần like và một lần đăng ký kênh nhé, để ủng hộ kênh bên em. Và các bác nếu xem thấy đúng chân mẫu nào thì các bác hãy nhấc máy lên gọi điện cho bên em để được tư vấn, để được chốt mẫu xe đó nhé. Theo số điện thoại là số 093, chính ở trên biển kia, 093 8586 307. Và một số nữa 0389 000 555. Đấy là hai số chính của bên em và cũng là số Zalo của bên em luôn nhá. Ở Facebook thì các bác có thể là nhập số điện thoại, có thể là nhập tên địa chỉ là Trăm Ô Tô Hải Dương hoặc là Mr. Trăm Ô Tô Cũ thành phố Hải Dương. Đấy, sẽ ra kênh của bên em nhá, sẽ ra link Facebook bên em. Facebook thì bên em cũng đăng hết những cái video và đăng cả hình ảnh lên trên đó rồi. Đấy, các bác hãy vào xem để tiện theo dõi nhá. Và trò chuyện trực tiếp thì các bác hãy kết nối Zalo nhé, để được trò chuyện trực tiếp nhanh nhất và thuận tiện nhất. Đây, phần nội thất bên trong em đang quay khá là kỹ và chi tiết. Đây, lòng trong của xe hoàn toàn là zin và tem mác của xe vẫn còn nguyên. Đây, những cái gioăng cửa của xe nó vẫn còn đẹp, không bị sờn rách. Các bác có thể nhìn thấy đây rồi đúng không ạ? Từ cái gioăng ở phần mép cánh cửa này nhá, gioăng mép cánh cửa này. Đây, đây cũng vậy này. Ôi, chiếc xe này nó có một cái điều đặc biệt là cửa được mở ra như này luôn này. Đấy, rất là hay đúng không ạ? Đây, mở ra như này. Các bác thấy có lạ mắt không ạ? Rất là hay đúng không ạ? Và các bác có thể gặp lại như này nhá. Đấy, dòng Iago này thiết kế ra rất là lạ. Từ cái tay cầm đấy, từ cái phần loa, loa được đặt luôn ở trong cái khay này luôn. Rất là lạ mắt đúng không ạ? Ở đây cũng trang bị một túi khí nữa này. Đấy, chỗ này có túi khí nhá. Đây các bác thấy không? Đấy, cái chữ túi khí này, biểu tượng túi khí đấy ạ. Bên kia cũng vậy nhá. Thế là được trang bị là tổng là 4 túi khí luôn. 4 túi khí an toàn cho một chiếc xe ngắn gọn này. Đây, cốp được mở rộng ra, nhìn rất là buồn cười, nhìn rất là đẹp mắt đúng không ạ? Nhìn khá là lạ mắt. Đấy, cái lý này vẫn còn nguyên này. Và lốp dự phòng của xe thì sẽ được làm ở phía bên dưới này nhá. Đây, làm phía bên dưới. Trên đây thì các bác có thể để đồ này. Tiếp tục em mời các bác di chuyển sang bên đây và quay các bác xem kỹ lốt hai cánh bên lái và thêm bên trong nội thất này nhá. Bên đây cánh cửa này cũng vậy nhá, cũng được mở ra giống như cánh bên kia nhá. Đây, được mở ra giống cánh bên kia luôn. Mép cánh cửa thì chủ xe cũng đã được dán dán gioăng để chống ồn. Lòng trong này được thiết kế là sơn các bác nhá, chứ không phải là nhựa giống như một số những xe bình thường. Và trong đây là tôn và được sơn bên ngoài. Đấy, rất là bóng mượt luôn. Đấy, chốt cửa này, gioăng cửa rất là đẹp nhá.
Dòng khung cũng vậy nhá, dòng khung cũng còn rất là đẹp nhá. Các bác hãy xem và cảm nhận, hãy xem hết video các bác nhá, để được biết chi tiết về xe. Đây biểu tượng túi khí đây. Túi khí được nằm ở trong ghế luôn. Chiếc xe khá là chất lượng và an toàn đúng không ạ? Âm thanh của xe nghe rất là hay. Tiếp tục đây thì là một cái cánh thứ tư, một cánh cuối cùng mà em muốn giới thiệu với các bác. Đây mép cửa này, keo chỉ này. Phần này được thiết kế là nhựa nhá. Thiết kế là nhựa. Còn chỗ này là tôn và được sơn bên ngoài. Đây, chỗ này là loa này. Đấy, công tắc thính cửa. Và đây những cái bu lông ở đây là các bác thấy này, nó chưa vặn nhá. Bu lông ở vị trí này chưa vặn nhá. Đấy, chưa vặn gì đâu ạ. Đấy, trong khung của cái cánh này cũng đẹp này. Đấy, toàn bộ ghế của xe là ghế xịn, ghế da xịn, vẫn còn rất đẹp, không bị sờn rách đúng không ạ? Đây các bác thấy là vô lăng này, xe nó chạy ít cho nên là vô lăng nó còn đẹp như thế này luôn này. Đấy, những cái cạnh của vô lăng nó không bị mòn luôn đúng không ạ? Nó không bị mòn luôn. Đây các bác thấy đây. Đây đồng hồ công tơ mét được đặt ở vị trí này nhá. Được đặt vị trí này. Và đây là cái chỗ công tắc chỉnh gương điện và công tắc đèn gầm. Và đây là chỉnh độ sáng của đèn. Đây, cửa gió được thiết kế ra nhìn cũng rất là hay đúng không ạ? Rất là lạ. Hình quả cầu được làm ở trong đây. Các bác có thể là khóa lại như này và có thể mở ra như này nhá. Đây và tablo. Ở trên đây một loa và bên kia cũng là một loa nữa. Ở đây là cửa gió nhá, cửa gió sấy kính. Đây, cửa gió sấy kính. Trần có cả công tắc trên trần luôn. Công tắc chỉnh đèn. Như vậy thì phần nội thất bên trong và cái hình thức bên ngoài em cũng đã quay giới thiệu các bác xem. Đến đây là tương đối đúng không ạ? Đây là tương đối chi tiết. Thì bây giờ em mời các bác xem phần gầm và phần máy của chiếc xe nhé. Xem phần vừa gầm và phần máy của xe như thế nào nhé. Đây em mời các bác xem này. Đây gầm rất đẹp, không mục mọt han gì gì các bác nhá. Dòng xe nhập khẩu này thì để mà nói han mọt được thì rất là khó, rất là khó luôn. Và bây giờ là đến cái phần khu vực khoang máy của chiếc xe. Đấy, bây giờ em bắt đầu dựng cabo lên và quay các bác xem phần khoang máy nhá. Đây phần khoang máy đấy ạ. Đấy, động cơ máy 1.0 các bác nhá. Đấy, rất là nhỏ gọn, lò rất là êm. Riêng về máy của xe thì các bác yên tâm rồi, bên em kiểm tra kỹ rồi mới nhập chiếc xe này về, cho nên là các bác yên tâm về khu máy của xe nhá. Và máy thì lúc đầu em cũng đã nói với các bác, đã chia sẻ với các bác, đã giới thiệu với các bác là máy của xe vẫn còn nguyên, chưa bỏ các bác nhá, máy chưa bỏ máy, máy số của xe là chưa làm, máy thì rất là ok rồi. Đây tiếp tục phần gầm bên đây, đây các bác xem nhá. Bây giờ em có thể nổ máy lên cho các bác mình nghe luôn. Về đạp phanh nào. Máy nổ rồi đấy ạ. Đây máy đang nổ nha các bác nhá. Máy nổ rất là êm. Không nghe tiếng máy luôn, máy nổ rất là êm luôn các bạn, rất là êm, chỉ nghe tiếng quạt gió thôi còn thì không nghe tiếng máy luôn các bạn. Đấy và ok nhá, thì em cũng đã quay tới đây là chi tiết. Các bác hãy xem hết video để được biết về xe. Nếu các bác đã ưng và đã thích mẫu xe này rồi thì các bác hãy nhấc máy lên gọi điện sớm để chốt sớm mẫu xe này nhá. Các bác nếu đúng chân và muốn sở hữu chiếc xe này thì các bác hãy nhấc máy alo sớm. Tại vì một chiếc xe đẹp như này thì sẽ được rất là nhiều người quan tâm, sẽ được rất nhiều người thích,
mẫu xe Nhật Bản đúng không ạ? Gọi là số tự động, ít xăng, nhỏ gọn. Với hình thức đẹp như này, chất lượng tốt như này thì em nghĩ là sẽ có rất là nhiều bác đang mong muốn sở hữu. Ở chỗ này nào các bác hãy nhanh tay nhá. Nhanh tay. Nếu mà giá cả thì các bác cứ alo để có một cái giá tốt nhất. Và các bác hãy đến xem. Sờ xe thì thương lượng là nó có giá sẽ là giá chuẩn. Các bác nhá. Bây giờ ok thì em xin được kết thúc video và hẹn gặp lại các bác vào những cái video, những cái chiếc xe lần sau. Các bác hãy nhớ ủng hộ kênh bên em nhé. Cái bô hơi rung một chút đúng không ạ? Tiện đây không nói. Cái bô, vâng.